muốn nghỉ sớm tí ra bộ làm được. Bài này cũng của ông Elvis Presley. Ở đây có ai biết ông Elvis không? Chắc là toàn người trẻ không biết không? Có thể nói là Elvis Presley là cái người nghệ sĩ, người ca sĩ mà ảnh hưởng lớn nhất sau những cái thời mà nhạc tiền chiến đó, thì ông Elvis Presley có thể nói ai cũng chịu ảnh hưởng đó. Cả những ban nhạc như The Beatles, Rolling Stones, tất cả những ban nhạc sau này là đều có thể nói là một thời coi ông ta như là thần tượng. Trong đó tôi cũng rất yêu ông Elvis. Bài này là bài đầu tiên lúc ông viết, ông ca năm ông 19 tuổi, bài đầu tiên từ một người ca sĩ không ai biết và trở thành người nổi tiếng nhất thế giới thời đó. Và sau này ngay cả Paul McCartney của ban The Beatles hát lại bài này và mời hai người nhạc sĩ đã đệm cho Elvis cái bài này, đệm cho Paul McCartney để kỷ niệm thôi. Thời đó ông 19 tuổi và nghèo, chưa có tiền mướn mời một cả một ban nhạc, ông phải để vừa đệm vừa hát với hai nhạc sĩ nữa. Bài này chỉ có ba người thâu băng. Bài này có tên là That's All Right, Mama. Từ từ thôi nào ơi. Chuyện đâu còn đó. Thank you.